Ok, xin chào anh em, lại quay trở lại với một video mới kênh Máy Anh Cua Nội. Ngày hôm nay mình sẽ lên một cái chủ đề nó rất là dị nhá, khá là khác biệt. Mình cũng có tìm hiểu qua thì có rất nhiều anh em gọi là chơi máy ảnh thì cũng có một cái sở thích đam mê nữa, đó chính là xe cộ. Đặc cụ thể là các dòng xe tay côn ấy, PKL khối phân lớn ấy. Thì cũng có nhiều anh em cũng quan tâm đến việc là mình làm sao để có thể chụp ảnh được chiếc xe của mình nó đẹp, để thứ nhất có thể là để phục vụ đam mê, và thứ hai có thể nhiều anh em mình cũng đang làm trong ngành gọi là kinh doanh xe gắn máy ấy, thứ mình cũng muốn làm sao để chụp ảnh cho cái sản phẩm của mình nó đẹp ấy. Thì đại đa số chung rất nhiều anh em, dù là chúng ta chụp bằng máy ảnh hay chụp bằng smartphone thì đều quen cái kiểu chụp như này, và chúng ta đứng như này, trong đó đơn giản chúng ta giơ con máy chúng ta chụp, đúng không ạ? Thì cái kiểu chụp này thì ok, không vấn đề gì, nhưng miễn là anh em chụp nó sáng sủa rõ nét thì là đã hoàn toàn thể đạt được cái yêu cầu để mình đăng Facebook hay là chúng ta làm ảnh sản phẩm rồi. Thế nhưng có một sự thật đấy là chụp cái kiểu như thế này, thứ nhất là nó làm cho anh em chụp cái con xe mình nó không tôn được cái dáng con xe, nhìn nó rất là buồn cười. Và nếu như anh em nào chúng ta tìm hiểu sâu sâu một tí về cái gọi là cái ý nghĩa các góc hình, các cú máy ở trong gọi là nghệ thuật ấy, thì cái kiểu mà chụp mà anh em chụp chiếu từ cái góc mắt mình nhìn xuống cái xe ấy, nó vô tình làm cho con xe của mình cảm giác nó bị bé, nó không được bề thế ấy. Thì ví dụ đây mình sẽ chụp một cái bức mà rất nhiều anh em thường hay chụp nhá. Đấy, cái kiểu như này, xong rồi chụp một phát bên ngang này, khoe cái dáng hông của nó, đúng không ạ? Đấy, cái kiểu này thì nó nhiều anh em hay chụp á. Thế nhưng hôm nay mình chỉ anh em một vài cái lưu ý làm sao để cách mình chụp cái con xe mình đẹp hơn nhá. Đầu tiên này, thay vì anh em chụp ngang tầm mắt như này, mình hãy thử làm một cái góc hình như thế này. Chúng ta đặt con máy của mình càng sát mặt đất càng tốt. Dùng cái chế độ live view nhá. Những con máy nào mà nó có cái tính năng live view tốt tốt tí thì càng càng hay, còn không thì những cái dòng máy đời cũ cũ như con 6D này cũng ok rồi. Thì để cho cái khung hình của mình nó đẹp hơn, con xe mình nhìn nó ấn tượng hơn ấy, thì anh em cố gắng là làm sao mình vặn cái ghi đông nó thẳng một tí. Đấy. Sau đó chúng ta hãy thử một cái góc máy nó sát mặt đất, xong nó chiếu lên và nó nhìn con máy theo cái hướng là góc 45 độ sang bên tay trái này. Anh em hoàn toàn có thể chụp được theo chiều ngang và chiều dọc nhé. Đấy, nhìn con xe nó bề thế hơn hẳn đúng không ạ? Đây chính là cái góc máy mà các hãng mô tô, các hãng xe máy là họ hay chụp cái sản phẩm của họ đấy ạ. Anh em cứ thử chụp con xe mình bằng cái góc máy này xem, và xong rồi thử so sánh ảnh trên các cái fanpage hoặc là của trên các cái trang web quảng cáo của hãng ấy, thì thấy nó rất là giống nhau. Một cái điều lưu ý thứ hai nữa này là khi anh em chụp ảnh sản phẩm xe ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên ưu tiên là cái mặt bên tay phải của con xe hơn nhá. Bởi vì sao? Tại sao không phải là mặt bên tay trái? Bởi vì ở bên này thì ok, không vấn đề gì cả, con xe nó vẫn là con xe của mình, nhưng nó thiếu một cái vấn đề này, đó chính là cái capo. Đấy, nó thiếu cái capo của mình. Thường thường các hãng xe ấy, họ thường hay đặt capo ở bên tay phải của con xe. Thứ nhất, nó có lý do nhá. Thứ nhất ấy là theo cái nghiên cứu gọi là của khoa học ấy, và nghiên cứu của cái tâm lý con người, thì thường khi mà chúng ta nhìn vào một cái vật thể đấy mà nó có hướng là nó đi từ trái sang phải ấy, thì nó luôn có cảm giác là nó đang di chuyển. Thì chính vì vậy mà khi mà thiết kế những con xe phân khối kiểu này thì thường các hãng họ hay đặt capo bên tay phải con xe, để thứ nhất là khi mà chụp ảnh ấy thì vừa khoe được capo, và thứ hai thì khi mà chúng ta chụp ảnh ấy theo cái chiều mà từ trái sang phải này thì nhìn con xe cảm giác là nó nhìn nó kiểu tĩnh tiến theo không gian hơn. Đấy. Và tiếp tục lưu ý nhá, là cố gắng đặt cái góc máy mình thấp xuống một tí, càng gần mặt đất càng tốt, thì cảm giác là cái con xe mình nó sẽ bề thế hơn rất là nhiều, nhìn nó trông nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và một cái lưu ý thứ ba này là có một vài những cái chi tiết trên con xe mà anh em nên là chúng ta chụp chi tiết vào. Thứ nhất là cái phần lốp.
Cái lốp xe này là một trong những phần mà thường được các hãng họ rất là trau chuốt nhá, về gọi là cái nan hoa, về gọi là vành các thứ, thường là các hãng họ làm rất là chi tiết tỉ mỉ phần này. Nên nếu như anh em mà muốn chụp ảnh mà muốn khoe cái vẻ đẹp con xe thì mình nên là dành một cái khung hình chi tiết cho cái lốp của nó, đặc biệt là cái lốp trước này. Một cái phần chi tiết quan trọng nữa đó là cái đầu đèn. Đầu đèn này cũng là một cái chi tiết được rất nhiều hãng họ tập trung vào. Đặc biệt như ở con Honda CB300R này thì cái đầu đèn tròn này nó là một cái điểm nhấn rất là quan trọng. Đấy, và một cái chi tiết quan trọng cuối cùng đó là một cái góc mà chiếu từ phần gọi là người ngồi lên cái phần ghi đông lái. Nó sẽ cho cảm giác những cái người mà người ta mà muốn ngồi cái con xe này thì sẽ khi mà nhìn cái khung hình này sẽ tưởng tượng được. Đấy, đấy là một vài cái lưu ý nho nhỏ thôi để anh em có thể mình chụp cái con xe mình đẹp hơn thôi. Vừa để phục vụ cho việc chúng ta cúng phây này, là có thể chúng ta là những người chúng ta đang bán môi giới gọi là những cái sản phẩm về xe cộ thứ, thì một vài cái góc hình nó mới mới lạ lạ này sẽ giúp cho anh em chụp được những cái sản phẩm của mình đẹp hơn. Con xe, con xế của mình nó đẹp hơn rất là nhiều. Để chúng ta có thể nuôi dưỡng cái niềm đam mê này lên một cái tầm cao mới, vừa có nhiếp ảnh lại vừa có xe. Rất hay đúng không ạ? Ok, thì đấy là một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Anh em nào cảm thấy chủ đề này hay, muốn có thêm nhiều cái video nó liên kết giữa máy ảnh và xe cộ như này nữa thì hãy để thêm một like và một sub để đón xem cái video theo của kênh Máy Ảnh Quân Đội nhá. Ok, xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại video sau.